Với tốc độ lây nhiễm cao, dịch bệnh đã gây ra những xáo trộn về tâm lý, nhịp sống và việc làm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Bên cạnh việc kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở trên biên giới, Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng chống dịch cho người dân khu vực giáp biên giới, với quyết tâm cao nhất ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Những chiếc khẩu trang, nước rửa tay và tờ rơi tuyên truyền như thế này là hành trang gắn liền với các chiến sĩ đội tuyên truyền lưu động, đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế trong những ngày qua. Cùng với chiếc loa di động, những người lính trên mặt trận tuyên truyền lại lên đường tuyên truyền cho người dân. Trên mọi nẻo đường, khắp bản làng như rộn ràng hơn bởi những âm thanh trầm ấm trên nền nhạc rộn ràng được phát ra từ những chiếc loa di động đã thu hút được sự chú ý của người dân khu vực biên giới. Đến từng thôn bản, vào từng nhà dân để cấp phát khẩu trang miễn phí, hướng dẫn người dân bảo vệ sức khỏe và đặc biệt là các biện pháp phòng chống bệnh dịch. Loại cà tê vây dịch cho COVID-19 thì được đồn biên phòng cửa khẩu đi tăng khẩu trang thì gia đình luôn yên tâm và bớt lo lắng. Hiện nay vẫn còn nhiều gia đình trên khu vực biên giới chưa hiểu và thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng tại chỉ thị 16. Chính vì thế, Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với chính quyền địa phương đến từng hộ gia đình để tuyên truyền cho người dân hiểu. Cách ly xã hội không phải là ngăn cấm giao thông, ngăn sông, cấm chợ. Người dân vẫn lao động sản xuất, chỉ hạn chế ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết để phòng chống dịch bệnh. Từ đó mà nhiều hộ gia đình đã hiểu và cam kết thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Khi nghe được sự tuyên truyền của bên ủy ban cũng như bên cán bộ bộ đội biên phòng thì gia đình có ý thức rõ hơn về việc phòng chống dịch COVID-19. Gia đình tự thực hiện tự cách ly, gia đình tự cách ly tại nhà, không có việc quan trọng thì gia đình không ra khỏi nhà. Thì đối với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt việc phối hợp với lực lượng biên phòng cửa khẩu A Đớt để tuyên truyền vận động nhân dân để nâng cao ý thức trách nhiệm trong tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là COVID-19. Thứ hai nữa thì tuyên truyền cho nhân dân không qua lại biên giới, Việt Bản cam kết không qua lại biên giới để và không ra khỏi nhà khi không có công việc cần thiết. Đối với nhiều hộ gia đình sinh sống ở khu vực giáp biên giới, cuộc sống vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Cuộc sống mưu sinh từng ngày, chính vì thế người dân ở đây chưa có điều kiện để tiếp xúc với các vật dụng y tế cần thiết. Nhờ nắm chắc địa bàn, tư tưởng của người dân, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng đã ra soát các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời hỗ trợ. Từ đó mà người dân có điều kiện để phòng chống dịch bệnh, chấp hành nghiêm quy định, góp phần tham gia phòng chống dịch bệnh có hiệu quả. Bên cạnh là đẩy mạnh các hoạt động công tác tuyên truyền, thì đơn vị cũng đã tiến hành rà soát các hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn để từ đó là tiến hành các hoạt động như hỗ trợ lương thực, thực phẩm và các thiết bị y tế cần thiết nhất để quần chúng nhân dân trên địa bàn có đủ điều kiện là cách ly xã hội theo đúng tinh thần của chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với việc ngày đêm bám chốt, quản lý chặt chẽ đường mòn, lối mở, không để tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, thì công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân biên giới góp phần không nhỏ trong công tác phòng chống dịch bệnh. Với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, thiết thực đã giúp người dân khu vực biên giới nâng cao nhận thức, phát huy trách nhiệm để mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.